Sau một thời gian úp mở, cuối cùng mẫu xe đô thị cỡ nhỏ Hyundai i10 hoàn toàn mới đã chính thức được lộ diện. Xe sẽ được giới thiệu tại triển lãm Frankfurt Auto Show 2019 tại Đức. Mẫu xe này xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2007, thế hệ thứ hai ra đời vào năm 2013. Đến cuối năm 2016, Hyundai i10 lại có thêm bản nâng cấp giữa vòng đời. Sau nhiều lần bất cập trên đường thử, Hyundai i10 2020 đã chính thức lộ diện với rất nhiều nâng cấp từ ngoại thất đến nội thất xe. Đối với phiên bản 2020, Hyundai i10 sở hữu kiểu dáng năng động đi kèm với nhiều công nghệ mới. Phần đầu xe nổi bật với ngôn ngữ thiết kế Sensual Sport Zenith mới, thể hiện rõ ở phần lưới tản nhiệt hình lục giác nằm ngang. Nối liền với cặp đèn pha LED chạy ban ngày hình tròn. Trong khi đó, phần hông xe được thiết kế cơ bắp hơn. Phần mui của Hyundai i10 2020 hạ thấp 20mm và tăng chiều rộng thêm 20mm. Sự điều chỉnh về kích thước này đã mang đến cho mẫu hatchback nhỏ gọn của Hyundai một diện mạo mới, cơ bắp hơn, bắt mắt hơn. Ngoài ra, Hyundai i10 còn được trang bị thêm tùy chọn bộ la răng hợp kim 16 inch với thiết kế mới ấn tượng. Trong phiên bản 2020, i10 sẽ có 10 tông màu sơn ngoại thất cho khách hàng lựa chọn, bao gồm Raven Red, Rust, Aqua Turquoise, Phantom Black, Polar White, Stardust, Click Silver, Champagne Blue, Tomato Red và Black Blue. Ngoài ra, khách hàng còn có thêm tùy chọn phần máy xe được sơn đen hoặc đỏ tương phản với màu thân. Cùng với sự lột xác của ngoại thất, thiết kế bên trong khoang cabin cũng được làm mới. Xe được trang bị vô lăng 3 chỗ đơn giản và màn hình cảm ứng 8 inch, có thể tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Đặc biệt, trên bảng táp lô của Hyundai i10 2020 còn xuất hiện điểm nhấn trang trí 3D dạng tổ ong. Hyundai i10 mới sẽ có cấu hình 4 người ngồi hoặc 5 người ngồi. Những trang bị an toàn nổi bật trên Hyundai i10 2020 bao gồm hệ thống cảnh báo va chạm trước, hệ thống đèn pha thông minh, hệ thống hỗ trợ giữ làn, hệ thống cảnh báo tài xế mất tập trung và hệ thống cảnh báo giới hạn tốc độ thông minh thuộc gói an toàn chủ động Maxin của Hyundai. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai i10 2020 là hai tùy chọn động cơ, bao gồm động cơ MBI 3 xi-lanh 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 66 mã lực và mô men xoắn cực đại 96 Nm. Cùng với đó là động cơ MBI 4 xi-lanh 1.2 lít cho công suất đầu ra 82 mã lực và mô men xoắn 118 Nm. Cả hai động cơ này đều được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số bán tự động 5 cấp. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về mẫu xe Hyundai i10 2020. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, share và ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn subscribe kênh để có thể nhận thông báo về những video mới nhất của Joy TV. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.